Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua được sóng gió khi cả Nga và Trung Quốc đều không hài lòng. Hiện nay có suy đoán cho rằng mặc dù ông Tô Lâm đang nắm giữ cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nhưng Trung Quốc vẫn không che giấu những nỗ lực ủng hộ thường trực Ban Bí thư Lương Cường trở thành người nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Mới đây nhất, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đồng loạt đưa tin ca ngợi chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc, đồng thời cho biết ông Lý Cường đã bày tỏ cam kết của Trung Quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, trong chuyến công cán đến Mỹ để tham dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Tô Lâm bất ngờ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Đồng thời, ông cũng đưa ra các phát biểu mạnh mẽ ủng hộ công cuộc bảo vệ đất nước của người dân Ukraine. Trước đó, kể từ đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, Hà Nội đã nhiều lần từ chối bỏ phiếu chống lại Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với lý do Nga vốn là một đồng minh lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Được biết, cuộc gặp với ông Zelensky đã được ông Tô Lâm lên kế hoạch từ trước. Hơn thế nữa, cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, ngay trước thời điểm ông Tô Lâm hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Biden. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho Tổng thống Nga Putin và Điện Kremlin không hài lòng. Kể cả Bắc Kinh vốn là một đồng minh và là một thế lực ủng hộ Nga cũng khó có thể chấp nhận. Đáng chú ý, vào ngày 23 tháng 9, Đại học Columbia, Hoa Kỳ, tại đây, ông Tô Lâm bất ngờ tuyên bố như sau. Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Truyền thống của chúng tôi là giàu vì bạn. Chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu cao cả nếu thiếu sự đoàn kết trong sáng và sự ủng hộ quý báu từ cộng đồng quốc tế. Trong lúc trên bình diện ngoại giao, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác này trên mọi lĩnh vực, cho dù Nga đã bị Mỹ và phương Tây cấm vận, cô lập cả về chính trị và kinh tế. Thậm chí vào tháng 6 năm 2024, Hà Nội vẫn tiếp đón Tổng thống Putin tới thăm, bất kể ông đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ. Khi đó, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn khẳng định là luôn xác định quan hệ với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược, xem Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Sau chuyến công du Mỹ không lâu, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Pháp, ông Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam và Pháp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đây là một bước tiến vượt bậc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với châu Âu. Điều đó đã khiến cho Trung Quốc thực sự không hài lòng và tỏ ra hết sức lo ngại. Có ý kiến cho rằng từ chính sách ngoại giao cây tre của Tổng Trọng, ông Tô Lâm đã nhảy sang chính sách đối ngoại chọn phe dựa vào phương Tây và Hoa Kỳ để mà chống lại Bắc Kinh. Trung Quốc và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề quốc tế, bao gồm cả cuộc chiến tại Ukraine. Do đó, các tuyên bố của ông Tô Lâm có lẽ gây ra sự căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam với cả Nga lẫn Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là điều chỉnh lập trường của Việt Nam về vấn đề Ukraine có thể sẽ đem lại không ít rủi ro trong cả nội trị lẫn đối ngoại. Đây là thách thức không nhỏ đối với ông Tô Lâm trong việc duy trì quyền lực. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm có vượt qua được sóng gió khi cả Nga và Trung Quốc đều không hài lòng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao giáp mặt Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm không mạnh như người ta tưởng? Theo một số nhận định, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường từ ngày 12 đến 14 tháng 10, có nhiều biểu hiện cho thấy ban lãnh đạo Hà Nội nói chung và ông Tô Lâm nói riêng đã không nhất quán trong chính sách đối ngoại được duy trì từ ngày 3 tháng 8 cho đến nay. Đó là chủ trương muốn ngả sang Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời rời xa Bắc Kinh của ông Tô Lâm. Đây được cho là một trong lý do khiến nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rối ren, nay càng lục đục hơn. Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc
đã xấu đi nhanh chóng. Hai nước đã có những căng thẳng liên quan đến vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Lực lượng chấp pháp của Trung Quốc trên các tàu hải cảnh mới đây vào ngày 29 tháng 9 đã tấn công đánh đập dã man, gây thương tích và cướp bóc tài sản của các tàu cá ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Hà Nội tuyên bố là chủ quyền. Sự việc này đã khiến cho công luận ở Việt Nam hết sức bất bình vì thái độ ngang ngược, ỷ thế nước lớn của Bắc Kinh bắt nạt Việt Nam. Sau sự kiện ngày 29 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cực lực lên án, thay vì chỉ nói nước lạ như trước đây, thì nay người phát ngôn đã chỉ đích danh là lính Trung Quốc là thủ phạm gây ra vụ này. Đây là những chỉ dấu được cho là hiếm thấy trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2021-11 cho đến tận ngày nay. Hành động tấn công ngư dân Việt Nam được cho là thể hiện sự không hài lòng của Bắc Kinh đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các hoạt động đối ngoại ở Hoa Kỳ cũng như ở châu Âu. Nhưng người ta càng bất ngờ hơn khi trong các cuộc hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội cũng như tại Bắc Kinh đều không hề thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm hay Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề cập tới vụ tấn công kể trên. Trong khi đó, truyền thông hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã ca ngợi chuyến đi của ông Lý Cường là thành công tốt đẹp. Tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ cho rằng quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, mà đặc biệt sau chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Lý Cường. Chưa hết, Thủ tướng Lý Cường đã bày tỏ Trung Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa bền vững để thực hiện việc kết hợp sáng kiến vành đai và con đường với kế hoạch hai hành lang một vành đai của Trung Quốc. Đồng thời, lãnh đạo hai nước cam kết sẽ tiếp tục hợp tác nhằm tìm kiếm các biện pháp hiệu quả để mà kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng trên Biển Đông. Theo một vài nhận định, kết quả của kể trên cho thấy Bắc Kinh đã cho ông Tô Lâm một cú tát trời giáng. Mới nhất đã có đánh giá cho rằng ông Tô Lâm vẫn giữ một thái độ ươn hèn trước Bắc Kinh, không khác gì cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông Trọng còn có thái độ mạnh mẽ, quyết liệt hơn so với ông Tô Lâm. Một số nhà phân tích đã đưa ra những quan ngại vì sự xuống thang quá mức của ông Tô Lâm và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cho rằng trước áp lực lớn của Bắc Kinh, ông Tô Lâm đã và đang bị dồn vào thế bí, buộc phải lựa chọn ổn định quan hệ với Trung Quốc, bất chấp sự kỳ vọng cũng như tin tưởng quá sớm của công chúng Việt Nam. Phải chăng đây chính là tín hiệu từ Trung Quốc và ông Tập Cận Bình đã và đang công khai đứng sau, chống lưng cho sự chống trả quyết liệt của Đại tướng Lương Cường đối với ông Tô Lâm? Cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu có một câu phát biểu để đời mà mọi người trước đến nay vẫn nhớ, đó là: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Đến nay, một lần nữa cho thấy phát biểu đó rất chính xác với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin "Vì sao giáp mặt Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm không mạnh dạn như người ta vẫn tưởng". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.